lần đầu tiên thì thay mặt cho Học viện Đào tạo Công nghệ Thông tin NIDIC Hà Nội, xin cảm ơn anh Kiều Xuân Chiến đã dành thời gian chia sẻ cho các bạn học viên đang học tại nhà trường một số kinh nghiệm như thông tin về bản thân mình. Thì đầu tiên thì anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cũng như công việc hiện tại anh đang làm được không ạ? Tôi tự giới thiệu, tôi là Kiều Xuân Chiến, sinh năm 1975. Đã thêm lứa tuổi nó cũng hơi cao rồi so với các bạn học viên bây giờ. Hiện tại tôi đang làm trong cái lĩnh vực chính đó là phóng đốc công ty cổ phần thiết bị y tế Vincom số 3 vừa qua Hà Nội, và cổ phần mở rộng mới đó là về bất động sản Vendo, cổ phần của Minh Nhiên. Thì đấy là hai cái lĩnh vực chính hiện tại tôi đang làm. Giờ cuối năm thì sẽ mở rộng tầm lĩnh vực nữa là đăng ký mục. À, được biết thì anh tham dự chương trình lập trình viên quốc tế tại NIDIC Hà Nội khá muộn. Vậy thì và trước đấy thì anh đang là một giáo viên về ngoại ngữ, thì anh có thể chia sẻ đôi chút về tại lý do gì mà anh có thể nghĩ là mình sẽ chuyển hướng sang ngành lập trình viên được không ạ? Thực ra thì cái ngành công nghệ thông tin tôi thích từ hồi học phổ thông, nhưng nó rất là sơ khai máy tính cũng có thể nó to. Tôi nhớ năm 92 thì ra một cái máy tính mà tôi được biết nó có thể nó to bằng gần bằng cái nhà này. Nhưng mà mình rất thích học khác. Thế nhưng cái mà đi đang học ngoại ngữ hay học bất kể ngành nghề gì thì tất cả lĩnh vực cái ngành công nghệ thông tin nó đều có cái ứng dụng và tất cả lĩnh vực, không phải ngoại ngữ nó riêng, và tất cả ngành, đặc biệt là trong cái kỷ nguyên công nghệ cũng chung chung mình là tất cả các lĩnh vực đều là công nghệ thông tin. Thì cái học công nghệ thông tin vào cái thời điểm đó, mặc dù tôi đang là giáo viên ngoại ngữ, cũng rất lớn trong cái công việc giảng dạy, làm các cái giáo trình, và đặc biệt trong cái chương trình học IT thì nó có chương trình IOS tìm kiếm cái dữ liệu trên mạng để xác lập thông tin là phù hợp và sử dụng, cũng rất là hay, nó ứng dụng rất nhiều trong cái công việc học tập cũng như là giảng dạy. Vậy thì đối với cái công việc hiện tại anh đang công tác là chuyên về thiết bị y tế, thì những cái kiến thức mà anh học là ngoài những cái kiến thức IOS anh vừa nói ra, thì những kiến thức còn lại thì anh có thể ứng dụng được vào trong cái nghề của mình như thế nào không? Cái thứ nhất thì nó ứng dụng rất lớn trong lĩnh vực y tế. Thứ nhất là chúng tôi cũng đã kết hợp với một số anh em làm những cái mô đun và cái quản lý bệnh nhân cho toàn bộ cái hệ thống bệnh nhân, cái kết nối với kết quả xét nghiệm đó từ cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp trung ương, để làm sao mà có lợi nhất cho người bệnh nhân. Vì người bệnh nhân người ta rất vất vả, đặc biệt là các vùng nông thôn, chi phí rất lớn, trong khi không có sự liên thông và kết quả xét nghiệm. Thì khi mà có cái hệ thống liên thông đó thì nó phải được sự kết nối về từ các cái cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương. Thì đấy là một cái mà tôi đã tham gia của một nhóm anh em Hà Nội. Còn đâu cái ứng dụng vào nhiều, ngoài cái đó ra nó ứng dụng rất nhiều, cả về cái vấn đề khám chữa bệnh từ xa, tức là bằng video. Và đặc biệt là ở các tỉnh như Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai hoặc là Lai Châu, Điện Biên, có thể là có những ứng dụng để mà hỏi những giáo sư tiến sĩ đầu ngành ở các bệnh viện lớn như Bạch Mai, để biết là thì đó là những ứng dụng rất tốt, và thậm chí là ở Việt Nam họ có kinh nghiệm trên thế giới thì chia sẻ cái những vấn đề khoa, đặc biệt là những khoa công nghệ cho các cái bệnh viện một số sản phẩm để cái ứng dụng thực tế mà đang phát triển rất tốt cho những vấn đề y tế. Thì anh cũng đã tốt nghiệp khá lâu rồi, hiện tại NIDIC Hà Nội. Thì cái điều gì mà anh ấn tượng nhất khi anh còn tham gia học tại NIDIC Hà Nội? Có lẽ là ba điểm. Điều một là giảng viên nó tương đối chuyên nghiệp. Thứ hai đó là cái kiến thức, tức là cái giáo trình cập nhật. Tôi nhớ là cái thời tôi học là 2008. Thì lúc đó đang học cái Middle Office này, vẫn đang 2013. Thế nhưng mà ở các trường đại học ấy, là thậm chí vẫn còn đang dùng gọi là cái hệ thống, tức là nó vì cái giáo trình ở đại học nên ở các trường thì nó thường cập nhật phải 5 năm, 10 năm mới cập nhật giáo trình. Nhưng được cái là giáo trình tài liệu ở MIT thì được cập nhật liên tục. Ngay khi chúng tôi học đã có cách sử mới, cách sử 3.0 là đã Office 2007 rồi, trong khi đó là 2008 tôi vào học thì
tức là những giá trị được cần phải tiếp tục. Đấy là ý thứ hai. Thứ ba đó là cái NFT thì thường là viên được trung tâm. Nên chúng tôi làm cái trung tâm để làm đặc biệt là những cái mình gọi là những cái dự án nhỏ nhỏ và cho anh em từ độ nó một tham gia và có làm cái hướng dẫn để tìm đến những cái trung tâm. Như vậy là có ba cái điểm nó là tốt nhất là NFT. Cảm ơn anh. Thì câu hỏi cuối cùng thì ban Thiền Tông muốn hỏi đến anh đấy là sắp tới thì cái mô hình mở rộng quy mô kinh doanh của mình, anh có cần cái nhu cầu về nhân sự lớn, và liệu rằng là trong cái số lượng đấy có những nguồn nhân sự nào anh có thể hướng về đối với các học viên của NITI thì cần nội không? Tôi thì hàng năm tôi có tuyển với cái văn phòng của tôi tuyển khoảng 10, trung bình 15 đến 20 người. Trong đó thì ưu tiên khoảng, tức là cái số lượng hiện tại giờ ưu tiên khoảng 5 đến 7 bạn về lĩnh vực công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin thì không phải là chỉ có làm về lĩnh vực code, tức là các bạn không phải chỉ ngồi lập trình, các bạn có thể làm những các lĩnh vực về marketing, về bán hàng online, hoặc là làm các lĩnh vực liên quan đến những cái mảng về kết nối về xét nghiệm các khu từ cấp huyện đến trung ương và các bệnh viện ngang cấp cũng như các dự án chúng tôi. Thì thực ra là tôi rất muốn học tuyển, bởi vì ở NIT lý do là sao đấy thì tôi đã là học viên cũ, rất mong muốn học các kết quả mà đồng môn vào Nhật và làm việc thông tin thôi. Thì thứ nhất là được đào tạo tư vấn chuyên nghiệp, thứ hai là các bạn cái thời gian thực hành nhiều về hiện tại thì chúng tôi cũng chỉ mất thời gian rất ngắn, các bạn tiếp cận ngay được với lại công nghệ những kiến thức mới. Thứ ba thì nó là một cái gọi là tri ân đến nhà trường đối với các bạn khác một cùng cái thang điểm, chẳng hạn như thang điểm 8 thì đương nhiên tôi sẽ tuyển ở bên ICT Hà Nội. Vâng, cảm ơn anh. Thì cũng thay mặt cho nhà trường cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh đã dành thời gian cho các thầy cô của chúng tôi, và cũng thay mặt nhà trường xin gửi tới anh cũng như công ty Unicorn chúc sức khỏe và chúc công ty phát triển hơn nữa, và chúc cho anh và có các những dự án sắp tới của mình sẽ thành công. Cảm ơn rất là nhiều. Cũng nhân tiện đây thì xin gửi lời cảm ơn các thầy cô giáo ở Học viện NIT, đặc biệt là tôi cũng nhớ rất là thầy Bùi Ngọc Anh, thầy Hoàng, thầy dạy tôi Hoàng Thầy Lâm, thầy Ngọc Anh, thì các thầy cô giáo trung tâm ngày càng phát triển.